Mỹ Thuật Laptop xin kính chào các bạn. Ngày hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một cái thiết bị mới dành cho những cái bạn mà đang sử dụng ổ cứng NVMe, ổ cứng SSD NVMe mà chúng ta muốn kết nối đến một chiếc máy tính sử dụng cổng USB Type-C nha. Để tăng tốc độ của ổ cứng di động thì các bạn nên dùng ổ cứng SSD, và đặc biệt là chúng ta nên sử dụng ổ cứng SSD NVMe. Và lưu ý, thiết bị này chỉ phù hợp với những chiếc laptop có cổng kết nối Type-C mà thôi. Thì bởi vì sao? Vì trên dòng thiết bị này là chúng ta sẽ có cổng cáp USB Type-C hai đầu. Vậy thì đối với những bạn mà chiếc laptop chúng ta sẽ không có cổng USB Type-C, chúng ta phải sử dụng như thế nào? Thì các bạn phải mua thêm một cổng cáp chuyển từ USB sang USB Type-C nha, giống như mình đang gắn ở trên chiếc laptop này đây. Và hiện thời thì mình đang thao tác backup Windows từ một ổ cứng di động sang một cái ổ cứng di động NVMe thông qua cổng USB Type-C. Thì với ổ cứng di động NVMe chúng ta sẽ thao tác dữ liệu cực kỳ nhanh nha. Lệ thuộc vào tốc độ của chip nhớ thì thao tác trên ổ cứng này cũng là nhớ rất là nhanh. Và nếu những bạn nào đang cố tìm cho mình một chiếc USB dung lượng cao với kích thước tương tự như những chiếc USB truyền thống nhỏ như thế này, thì các bạn nên nghĩ tới giải pháp chuyển sang sử dụng SSD NVMe, và chúng ta mua thêm một cái bút chuyển như thế này. Chiếc bút này đang có giá bán là 450.000 đồng, nó sẽ phù hợp nhất với những cái ổ cứng NVMe SSD thông dụng trên thị trường nha. Sản phẩm này đang có hàng tại Mỹ Tho Laptop. Thao tác các bạn gắn vào ổ cứng này thì khá là đơn giản. Chúng ta chỉ cần lắp ổ SSD NVMe vào và sau đó chúng ta đóng nắp lại thôi. Các bạn sẽ có một cái thiết bị như thế này, cực kỳ nhỏ gọn, chúng ta bỏ túi mình cũng được. Giá thành của chiếc SSD NVMe bây giờ cũng khá là rẻ. Các bạn có thể đầu tư ổ cứng NVMe 128GB, 256GB hoặc thậm chí là 512GB để trở thành một chiếc HDD di động nhỏ gọn như thế này. Thay vì chúng ta phải sử dụng những ổ cứng di động 2.5 truyền thống. Nếu các bạn cần thêm thông tin về sản phẩm này, vui lòng tham khảo tại trang web của Mỹ Tho Laptop. Mình có ghi chi tiết tại link của bài viết nha. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video này.